Xin kính chào quý vị. Ngay khi chúng tôi phát hành video clip so sánh Ford Everest và Toyota Fortuner thì có rất nhiều quý vị gửi cho chúng tôi thắc mắc rằng liệu đối thủ đáng gờm của chúng đó là Mitsubishi Pajero Sport đứng ở vị trí nào trong phân khúc SUV cỡ trung. Và ngày hôm nay, đáp ứng yêu cầu của rất nhiều quý vị thì chúng tôi quyết định đánh giá mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport phiên bản máy dầu số tự động để xem chiếc xe này có gì hơn và thua so với hai đối thủ kia. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, quý vị đừng quên ủng hộ chương trình bằng cách bấm đăng ký kênh và rung chuông. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Về kích thước tổng thể thì Mitsubishi Pajero Sport tương đương với Toyota Fortuner ở rất nhiều khía cạnh, đặc biệt là về chiều dài. Tuy nhiên, khi quan sát từ hông xe, quý vị có thể thấy đây là thiết kế có chút ăn gian. Có thể đây là một cái sự tính toán của Mitsubishi. Quý vị có thể thấy là thậm chí là cửa khoang hành lý và đèn hậu còn thò dài hơn so với cản sau. Đây có lẽ là một thiết kế mà để tối ưu không gian sử dụng, mặc dù thân xe tương đối ngắn, thậm chí là ngắn hơn một chút xíu so với Toyota Fortuner, nhưng mà thiết kế này sẽ tối ưu không gian khoang hành lý. Tuy nhiên, nếu trong quá trình sử dụng chẳng may thôi, tôi muốn nói yếu tố là chẳng may bị va chạm một cái gì đó thẳng đứng, ví dụ là một bức tường, thì thậm chí là cửa khoang hành lý và đèn hậu sẽ là những chi tiết bị ảnh hưởng trước tiên chứ không phải là cản sau. Và thiết kế này chúng tôi cũng gặp trên một chiếc xe rất là quen thuộc và rất là nổi tiếng, đó là Range Rover Evoque. Về mặt thiết kế thì có lẽ Mitsubishi là một trong những hãng mà có sự thay đổi ngoạn mục trong vài năm qua. Và chúng tôi đánh giá rằng đây cũng là một trong những yếu tố mà giúp cho thương hiệu này tăng trưởng rất là chóng mặt ở rất nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield thực sự trông rất ấn tượng. Tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục nhường lời cho quý vị, bởi vì là có thể về mặt vẻ đẹp thì mỗi người có một quan điểm khác nhau. Có những người thì cho rằng thiết kế này rườm rà, tuy nhiên cũng có người cho rằng thiết kế này trông rất đẹp và rất bắt mắt. Còn quý vị thì đánh giá sao? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách comment bên dưới. Đèn xe vẫn là bóng halogen truyền thống nhưng với bóng chiếu projector. Bên dưới là đèn sương mù. Bên hông thì bộ gương này cũng tương đương với Fortuner, tức là chỉ có 3 chức năng, đó là chỉnh điện, gập điện và tích hợp đèn báo rẽ. Mitsubishi Pajero Sport sử dụng lốp béo, kích cỡ là 265/60R18. Và lốp này hứa hẹn sẽ cho cái cảm giác rất là êm ái khi đi trên đường xấu. Đuôi xe nhìn tổng thể trông rất là bắt mắt, từ trên xuống dưới, và đặc biệt là đèn hậu có thiết kế trông rất độc đáo khi quan sát vào ban đêm. Ở bên dưới là bộ khuếch tán không khí, tạo cảm giác rất là thể thao. Tuy nhiên, có một điều đáng tiếc là ở phía sau chỉ có trang bị camera chiếu hậu mà không có cảm biến lùi. Khi ngồi vào khoang lái của Mitsubishi Pajero Sport thì chúng ta sẽ nhận thấy có những yếu tố rất hay, nhưng lại có những yếu tố hơi dở. Đầu tiên là tôi sẽ nói về những cái hay trước. Cái hay đầu tiên mà tôi muốn nói đến đó là thiết kế của ghế lái và ghế hành khách. Rất là bo, tạo cảm giác rất là chắc chắn. Ghế lái chỉnh cơ và được đặt khá thấp so với sàn xe. Và cái hay thứ hai, hay hơn rất nhiều, đó là thiết kế của vô lăng. Rất là thể thao. Và đặc biệt là trên vô lăng có lẫy chuyển số, mặc dù đây chỉ là phiên bản máy dầu số tự động và một cầu, tức là phiên bản tiêu chuẩn số tự động. Ngoài ra, các nút bấm ở trên vô lăng tạo cảm giác rất là thật tay. Bên trái là cụm nút bấm kiểm soát âm lượng và bên phải là hệ thống điều khiển cruise control. Thiết kế của vô lăng còn có những cái viền chrome rất là mảnh, tạo cảm giác rất là tinh tế, rất là sang trọng. Và thiết kế của vô lăng của Mitsubishi Pajero Sport rất ăn nhập với thiết kế ngoại thất, và đây có lẽ là một trong những điều mà rất ít hãng có thể làm được. Những yếu tố hay tiếp theo mà chúng tôi muốn đề cập khi mà ngồi vào khoang lái của Mitsubishi Pajero Sport đó là thiết kế của khu vực điều khiển trung tâm rất là tiện lợi. Quý vị có thể thấy là tôi đặt tì tay lên đây và tay có thể chạm lên vô lăng hoặc là lên cần số, rất là tiện lợi. Đặc biệt cái khu vực này thiết kế rất là cao như những dòng xe thể thao. Trung tâm tablo là một màn hình giải trí. Màn hình giải trí này chỉ có một số những cái tính năng giải trí cơ bản. Bên dưới là cụm điều khiển điều hòa tự động hai vùng độc lập. Và bên dưới này có các cổng sạc USB và cổng 12V. Nói đến cái hay thì cũng phải nói đến cái dở. Theo cá nhân tôi thì thiết kế của cái khu vực điều khiển trung tâm trên Pajero Sport thực sự chưa hợp lý. Do cần số được đẩy về phía trước, cho nên là toàn bộ khu vực rộng lớn như thế này chỉ có mỗi một cái nút bấm nho nhỏ, đó là nút bấm của phanh tay điện tử. Ngoài ra, do cần số được đẩy về phía trước, cho nên toàn bộ cái khu vực này không hề có một cái khay để đựng các thiết bị di động để tiện cho các cổng sạc ở đây. Mà thay vì đó, Mitsubishi đã bố trí hai cái khay để đựng đồ, đựng thiết bị di động ở đây. Tuy nhiên, cái việc bố trí các khay để ở đây thì cũng tạo cái cảm giác như là nó không được thuận tiện trong quá trình sử dụng cho lắm. Nếu như nút bấm phanh tay điện tử được bố trí lại một chút, cần số được đẩy dịch về phía sau thì sẽ tiện lợi hơn cho việc điều khiển, và thậm chí là còn có thêm một cái khay rất là lớn để đựng các thiết bị di động ở đây. Như thế sẽ tiện lợi hơn rất nhiều.
nút bấm khởi động Start Stop được bố trí ở bên tay trái, nó hơi khác so với truyền thống một chút. Cuối cùng, một yếu tố hơi dở khi mà ngồi ở ghế lái mà chúng tôi phát hiện thấy đó là thiết kế của góc chữ A không được thoáng. Độ rộng ở hàng ghế thứ hai chỉ ở mức trung bình và có thể nói là thua xa Everest và thậm chí là còn kém hơn cả Toyota Fortuner. Tuy nhiên, tiện ích ở hàng ghế thứ hai thì cũng đủ dùng, có thể kể ra như là cửa gió điều hòa riêng, đèn đọc sách riêng cho từng ghế, có tới 2 cổng sạc USB và có rất nhiều những hộc chứa đồ ở khắp xung quanh xe, bao gồm cả trên lưng ghế, trên cánh cửa và trên cả tì tai. Hàng ghế thứ hai cũng có thể lật xuống chỉ bằng một thao tác. Để vào hàng ghế thứ ba rất là dễ dàng. Ngay khi ngồi vào hàng ghế thứ ba thì chúng tôi đã hiểu vì sao hàng ghế thứ hai lại không thực sự rộng rãi như hai đối thủ. Quý vị có thể nhìn thấy hàng ghế thứ ba trên Pajero Sport rộng rất là thoải mái. Tôi ngồi rất là thoải mái và sàn để chân rất là phẳng. Và có thể nói rằng không gian hàng ghế thứ ba trên Pajero Sport rộng rãi và thoải mái nhất trong phân khúc này. Ngoài ra các tiện ích ở hàng ghế thứ ba cũng rất là đủ dùng. Ví dụ như có cửa gió điều hòa riêng, có khay đựng cốc, đựng chai nước và thậm chí là có cả cổng sạc 12V. Khoang chứa đồ tiêu chuẩn của Pajero Sport sâu khoảng 35cm, có nghĩa là nông hơn một chút, nông hơn khoảng 5cm so với Everest và Fortuner. Và cái khoang chứa đồ này cũng có cái hay và cái dở. Cái hay đầu tiên đó là cũng có cái khoang chứa đồ phụ ở bên dưới. Ở đây chúng ta có thể chứa được những cái thứ mà rất ít khi dùng đến, hoặc là những cái thứ có mùi để không ảnh hưởng đến không gian người ngồi. Và cái hay thứ hai đó là hàng ghế thứ ba cũng có thể gập phẳng xuống để ưu tiên không gian chứa đồ. Tuy nhiên, cái cách gập của hàng ghế thứ ba cũng tồn tại một cái điểm hơi dở. Đó là chúng ta cần phải hai thao tác. Thao tác đầu tiên đó là lật cái mặt ghế lên và thao tác thứ hai là gập cái lưng ghế xuống. Về hệ thống động lực thì Pajero Sport phiên bản máy dầu được trang bị động cơ 2.4 lít. Và động cơ này có sức mạnh, có công suất cũng như là mô men xoắn tương đương với động cơ 2.0 lít turbo đơn của Everest. Và đi cùng với động cơ này là một hộp số tự động 8 cấp dẫn động cầu sau. Về trang bị an toàn thì Pajero Sport phiên bản máy dầu một cầu này chỉ có một số những cái trang bị an toàn gọi là tạm đủ. Ví dụ như là có hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, có hai túi khí phía trước và một số trang bị an toàn căn bản khác. Ngay khi cầm lái Pajero Sport thì cảm nhận đầu tiên về chiếc xe này đó là khả năng chống ồn hay là khả năng cách âm ở mức tốt. Theo thiết bị chuyên dùng của chúng tôi thì ở tốc độ 100 cây số một giờ, chiếc xe này cho chỉ số độ ồn là khoảng từ 63 đến 64 decibel, có nghĩa là ồn hơn một chút xíu so với chiếc xe đầu bảng đó là Ford Everest. Rất khó chiếc xe nào có thể địch được với Ford Everest về mặt chống ồn. Bởi vì đơn giản là Ford Everest không chỉ có hệ thống cách âm cơ học vốn đã rất tốt mà còn có hệ thống chống ồn chủ động. Tuy nhiên chiếc xe này cũng ở mức rất là ấn tượng và chỉ ồn hơn một chút xíu và yên tĩnh hơn so với Fortuner. Tuy nhiên có một cái điều hơi lạ là chiếc xe này khi mà chạy ở tốc độ khoảng từ 1.200 đến 1.300 vòng một phút thì có tiếng ù nhẹ về mặt thân vỏ. Có lẽ là những cái rung động từ động cơ cộng với rung động từ mặt đường tạo nên một cái chút cộng hưởng nhẹ khiến cho thân vỏ bị ù. Tuy nhiên cái tiếng ù của nó rất là nhẹ nhàng và không hề tạo cái cảm giác khó chịu. Và cũng trên cái con đường cao tốc này thì chúng tôi nhận ra rằng là khả năng cách âm ở khoang động cơ cũng rất là tốt. Động cơ của Pajero Sport mặc dù là công suất chỉ khoảng 180 mã và mô men xoắn khoảng 430 Nm nhưng mà sức kéo rất là tốt, rất là mượt mà. Tuy nhiên chỉ có một chút thiếu tinh tế khi mà chúng ta tăng ga, kể cả trong những cái pha tăng ga nhẹ, đó là tiếng ồn đặc trưng của động cơ diesel đã vọng vào cabin một chút ít. Mặc dù có một chút thiếu tinh tế về độ ồn từ động cơ diesel, thế nhưng mà về mặt này thì rõ ràng Pajero Sport theo đánh giá của chúng tôi thì đã hoàn thành tốt hơn so với Fortuner. Tiếng máy của Fortuner ồn ào hơn và thậm chí là khi tăng ga nó tạo nên những cái tiếng ù rất là lớn. Còn nói về hệ thống lái thì Mitsubishi Pajero Sport được trang bị hệ thống lái trợ lực dầu. Đã nhẹ hơn rất nhiều so với thế hệ trước đó. Ở tốc độ chậm thì hệ thống lái này can thiệp trợ lực ở mức độ vừa phải và khiến cho người lái không có cảm giác là quá là nặng nề khi mà quay đầu trong phố. Tuy nhiên có một cái điểm dở khi mà di chuyển trong phố với chiếc xe Pajero Sport này, đó là cái hệ thống lái nó không thực sự linh hoạt. Số vòng quay từ khóa trái sang khóa phải khoảng 3,75 vòng, tức là gần 4 vòng. Và với mỗi một cái pha quay đầu thì đôi tay của người lái phải làm việc hơi nhiều. Tuy nhiên khi mà di chuyển ở tốc độ cao thì độ đầm cũng ở mức độ vừa phải và cũng cho người lái một cái cảm giác chắc chắn ở mức độ tương đối. Và nếu như cho điểm hệ thống lái thì hệ thống lái của Pajero Sport ở mức tốt.
Nếu như muốn nói đến một cái đặc tính nổi trội của Pajero Sport trong phân khúc SUV cỡ trung thì phải nói đến đó là hộp số. Hộp số này là một hộp số tự động 8 cấp. Nó khác hẳn so với hộp số tự động 10 cấp của Ford Everest về đặc tính. Nếu như trên Ford Everest, chúng tôi đã đề cập rằng hộp số tự động 10 cấp vẫn có một chút gằn, một chút giật khi mà di chuyển ở tốc độ thấp ở các số 1, số 2 và số 3, thì hiện tượng đó gần như là không có trên Pajero Sport. Ở số 1, số 2 và số 3, khi di chuyển ở tốc độ trong phố rất là chậm chạp thì chiếc xe này gần như không có hiện tượng là gằn hay là giật, khiến cho người lái có một cái cảm giác rất là thư thái khi di chuyển trong phố. Và đó là cái đặc điểm mà Mitsubishi Pajero Sport hơn hẳn các xe khác trong phân khúc này. Còn ở tốc độ cao hơn, tốc độ trên trung bình trở lên với các cấp số từ số 5 đến số 8, mặc dù hộp số này không thể tối ưu, không thể mượt mà một cách hoàn hảo như hộp số tự động 10 cấp của Ford Everest, thế nhưng mà độ mượt mà cũng rất là ấn tượng, rất là tốt. Nói về hệ thống treo thì có thể nói rằng là Mitsubishi Pajero Sport cũng giống như là Fortuner hay là cũng giống như là Everest, vẫn có một cái độ bồng bềnh đặc trưng khi mà di chuyển ở tốc độ cao hoặc là khi mà đi vào những cái đoạn đường mà mặt đường nó mấp mô. Tuy nhiên thì cái sự bồng bềnh của Mitsubishi Pajero Sport có vẻ như là tốt hơn một chút so với Fortuner và ngang ngửa với Ford Everest. Và dĩ nhiên ở về cái khía cạnh này thì chúng tôi vẫn đánh giá cao nhất mẫu xe Nissan Terra. Đó là một chiếc xe mà cho chúng ta một cảm giác mà không phải là chúng ta đang ngồi lái một chiếc SUV mà như đang ngồi lái một chiếc crossover vậy. Và cũng trên hành trình lái thử ngày hôm nay thì chúng tôi đã cho chiếc xe này di chuyển trên một đoạn đường off-road nhẹ. Có thể nói rằng là hệ thống treo lại tiếp tục phát huy cái ưu điểm của nó trên cái đoạn đường off-road. Hoàn toàn không có những tiếng kêu khó chịu, hoàn toàn không có những tiếng sóc khó chịu. Hệ thống treo rất là êm ái, động cơ phát huy một ưu thế đó là rất là mượt mà và tăng tốc rất là tốt. Sau một ngày dài trải nghiệm thì chiếc xe này theo tính toán của chúng tôi có mức tiêu hao nhiên liệu là khoảng 8,5 lít trên 100 km và đó là hoàn toàn là con số mà chấp nhận được. Cái cách lái của chúng tôi thường xuyên phải dừng lại, quay đầu hoặc là di chuyển để xét máy để quay phim và rất có thể cái con số này nó sẽ khá là khác so với con số thực tế sử dụng của quý vị. Như vậy là chúng tôi vừa hoàn thành chương trình lái thử chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport phiên bản máy dầu số tự động một cầu. Có thể nói rằng chiếc xe này có những đặc tính tương đối khác biệt so với cả Everest và cả Fortuner và cả Nissan Terra. Khác về mặt không gian, khác về mặt sắp xếp, khác về mặt tính năng, khác về mặt trang bị an toàn cũng như là một số những cái tiện ích. Tuy nhiên xét về mặt tổng thể thì chúng tôi đánh giá rằng chiếc xe này nằm giữa Everest và Fortuner. Còn quý vị đánh giá sao về chiếc xe này? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách comment bên dưới. Quý vị đừng quên bấm đăng ký kênh và rung chuông để không bỏ lỡ bất cứ một clip mới nào của chúng tôi trong tương lai. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Tipcar TV trong suốt thời gian qua. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.